Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, đà tăng đã xóa sạch mức giảm diễn ra trong hơn một tuần qua. Tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị thực tế của Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4 năm 2022, có khả năng báo hiệu rằng đáy dài hạn đã được áp dụng cho tiền điện tử. Theo Sentiment, tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị thực tế MVRV của Bitcoin hiện ở mức 61,3%, cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Vào thời điểm đó, Bitcoin đang giao dịch quanh mức 43.000 đô la. Tỷ lệ MVRV, tính toán vốn hóa thị trường của Bitcoin so với vốn hóa thực tế của nó, đại diện cho giá trị tổng hợp của tất cả Bitcoin ở mức giá mà chúng giao dịch lần cuối. Mức MVRV cao cho thấy giá trị thị trường của Bitcoin cao hơn đáng kể so với giá trị thực tế của nó, phản ánh việc Bitcoin bị định giá quá cao. Ngược lại, mức MVRV thấp báo hiệu Bitcoin đang giao dịch ở mức thấp so với giá trị thực, chỉ ra việc định giá thấp và các cơ hội mua tiềm năng. Ngoài sự gia tăng của MVRV, chỉ số MVRV Z-score của Bitcoin hiện ở mức 1,53 sau khi rời vùng mua vào tháng 1. Điểm Z của MVRV sử dụng độ lệch chuẩn để xác định sự khác biệt lớn giữa giá thị trường và giá trị thực tế của Bitcoin. Trong lịch sử, các mức Z-score duy trì trên 1, trùng khớp với các đỉnh chu kỳ, trong khi việc di chuyển vào vùng tiêu cực phù hợp với các đáy thị trường. Sự gia tăng hiện tại của MVRV cùng với điểm Z để lại mức bán quá mức cho thấy mức đáy có thể đã được thiết lập. Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo nào dựa trên dữ liệu lịch sử, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Trong khi đó, nhà phân tích Greg Capital đã chỉ ra các thời điểm quan trọng của sự kiện Bitcoin Halving. Chu kỳ đầu tiên là giai đoạn tiền Halving, tức là 100 ngày trước khi Halving xảy ra. Tại đây, nhà phân tích tin rằng giá mua cuối cùng hoặc cơ hội mua giá thấp sẽ xuất hiện, vì bất kỳ khoản rút vốn nào trong giai đoạn này sẽ đi kèm với lợi nhuận đầu tư khổng lồ trong những tháng sau chu kỳ Halving. Chu kỳ thứ hai sẽ mở ra cuộc biểu tình trước sự kiện Halving, sẽ bắt đầu khoảng 60 ngày sau sự kiện Halving. Trong chu kỳ này, nhà phân tích tiết lộ rằng một số nhà đầu tư thực sự sẽ mua tin cường điệu để bán tin tức. Nhóm người mua này được cho là sẽ kích hoạt đợt giảm đầu tiên sau Halving khi họ chốt lời trước sự kiện. Chu kỳ này sinh ra chu kỳ thứ ba của hồi tưởng trước Halving. Theo lịch sử giá của Bitcoin, đợt giảm trước Halving năm 2016 đã dẫn đến mức điều chỉnh sâu 38%, trong khi năm 2020 dẫn đến mức giảm sâu 20%. Chu kỳ tiếp theo sau đó sẽ là giai đoạn tái tích lũy, diễn ra vài tháng sau đợt giảm giá. Giai đoạn này có thể giống với mùa đông crypto, vì những kết quả quan trọng có thể không được ghi nhận trong một thời gian dài. Tuy nhiên, giai đoạn cuối cùng được mệnh danh là giai đoạn xu hướng tăng parabol sẽ có giá trị, vì tác động thực sự của việc Halving giờ đây sẽ được thể hiện rõ nét. Và thông tin cuối cùng, sổ cái XRP tăng cường tính minh bạch với tính năng này. Sổ cái XRP, viết tắt là XRPL, đã thêm tính năng xem chi phí cơ bản thông qua trình khám phá chính của nó, XRP Scan, khi các nhà phát triển chuyển sang tăng cơ cấu phí. Theo một bài đăng từ XRP Scan, người dùng Explorer hiện có thể xem phí giao dịch cơ bản trên chuỗi. Việc đưa tính năng này trở nên cần thiết sau nhận xét của tiến sĩ Joy Scott Branson, cố vấn của XRP LF. Branson nhấn mạnh, phí giao dịch cơ bản của sổ cái XRP là rất thấp, dựa trên tổng chi phí cần thiết để xử lý các giao dịch. Việc Branson đảm nhận chi phí thấp trên sổ cái XRP cũng bao gồm các yêu cầu về chi phí để lưu trữ các giao dịch XRP trên chuỗi. Ông tuyên bố rằng, khối lượng giao dịch trên sổ cái XRP là bằng chứng cho thấy nhiều người đang tận dụng chi phí giao dịch trên mạng thấp hơn so với các công ty cùng ngành. Theo thiết kế của nó, XRPL nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch quy mô lớn liên quan đến thanh toán và thanh toán xuyên biên giới. Với mức phí thấp, rất nhiều điều bất lợi đang được thực hiện đối với những người xác nhận, vì họ thường làm nhiều hơn trong khi kiếm được ít hơn, một động thái mà Branson có động lực để chấm dứt. Các nhà lãnh đạo hàng đầu trong hệ sinh thái XRP lưu ý rằng, đề xuất sẽ được đưa ra để bỏ phiếu khi đợt báo chí tiếp theo diễn ra. Trong suốt năm 2023, XRPL chào đón nhiều cột mốc thú vị, từ việc ra mắt sidechain XRHow trên mạng chính, cho đến nhiều nâng cấp được thiết kế để tạo ra các sản giao dịch phi tập trung và NFT được lưu trữ. Với những nỗ lực phối hợp nhằm thay đổi lợi nhuận của các chính xác thực được lưu trữ trên sổ cái XRP, giao thức có thể chào đón một loạt ứng dụng sôi động mới, sẽ tin tưởng vào tính bảo mật và khả năng phản hồi của sổ cái XRP như một đối thủ cạnh tranh khi so sánh với các ứng dụng hàng đầu của Solana, Ethereum và Avalanche cùng với những blockchain khác. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.